Ok, chẳng dương một cái ho tới cho môi nâng article API nâng mùi tiết môn nâng bật chọc retrofit. Chẳng một cái ho ní nhưng nâng tiên là ta máu nhẹ dương cái shoot máu nhưng khi là ta respond lại respond mà đi nữa. Cứ chia tại ta đã respond mau bị cài điện thoại bao giờ chứ nhưng mơ từ lờ chế sang khi bảo kế được như chứ chứ vì mình cái tài kỷ vì mình image vừa chứ không đo nắng nhưng lần tiên tăng image máu hay vừa tập đạt được không list item bao giờ chứ những bác Android Studio giống nó tôi cắt project mới sản phẩm thì bấy nè tỏ lỡ dương mơ tha ở đây dương cua thua môn kế nó phải là dương trong communicate tới chỉ môi nâng khang server này cho nên dương cũng định thôi hôm vợ một môn phóng tạo áp đặt thi dương tài mặt toán này chứ nằm bay trong communicate chỉ môi nâng khang API tôi thấy dương vô dương chép ở API kia sẵn thằng API kế respond bài mất dương đập hiệp cái lấy trăm từ tua bài một trăm từ bình chân dương thời thì không ai đấy cứ dương ắt thời ca trăm bạch chạy thơ API đấy đấy dương che tay API bật kê tha họ là việc bị khoe việc respond bật kê mệt dương che mơ được khoe dù ở bật kê chứ là nếu như ta ta lơ get all article dương execute tới nếu sway girls thì thấm ấy cứ bị tranh mạng giống bị copy hàng môn thì chương cái bắt đầu là nếu chia article mỗi đá này về mình title description category create add update add hay nâng image ok chân nó không nâng cứ dương tật tua chỉ lạc này không đại ta này cứ miễn array này object mùi mùi này nếu mà object chia sàn khăn khổ một tiết mà object chia sàn thiệt chứ cái này như khuyên tiếp chân mà này tha đại ta dương bỏ mà chỉ array array này object chia sàn mùi này chân dương thời hiệp đại ta respond được khăn cô dương mệt ở lấy nhung chọn vô title ID title description hay là image chẳng dương thời hiệp ô cho khăn và dưỡng một đéo chúng ta thả article dưới tầm mơ khang đặt tay dương với cư dân tự tua cho ích là ID bỏ kế chia string mà chỉ integer đó cùng mình đọc bỏ khổ đó rồi chẳng dương mơ lơ đặt tay cái bom mà phòng cái chân string tầng oi này title description image này, id cái chân đặt string id string title
string description nâng string make. Và tỏ mà tiết dương thở đạn serialize name. Ta nhìn đôi chữ ọt toàn import dependency tế chẳng. Nhưng ta vô dependency bị check chá. Chẳng API đi vì admin security tế chẳng dương bạch đại login interceptor nâng màu thì ok chúng đã cho cái đỏ bởi dưỡng xin với má. Chúng ta không những khác chỉ mỗi nâng API admin security cứ sửa chiên là admin security. Chúng mình security dân thử thử chat thằng bí nữa. Nhưng mà thì ho ai kia dân hai ấy ca vì ngày sọc muốn. Chúng là lỡ dân đạn serialize name. Dân đạn key ở kì. Kể lỡ như màu đại cục thằng đó. Chúng dân bỏ thơm mưa khàng khi bỏ kia với ID underscore ID. Underscore ID, no, title, and this description, this image. Okay, tìm một đoạn tiết, rồi này thay lại. Chứ như trong ban bốn năng máu ID, title, description, chỉ một năng image. Bây đại dương hiệp 22, là dương đặt thiệt bảo vệ mắc constructor. Chỉ mỗi đang get thật sự và to mà tiết dương thở define như kì dương thở define interface mỗi đại mình đủ nơi chia API service mình tuần tí đầm bay communicate như việc tục message mỗi đầm bay communicate từ căn server chứ là những trang thơ get từ căn API mới nắng chẳng dương mưa require URL bất kỳ chẳng căn này dương đại require URL thử để ta dương tiền mà thì dương require sạc xe chẳng require URL kế cứ nè slash API article copy năng máu hãy ní chia một phần mê sơ thì get hãy thẩm port ní vẹn mà đoàn tiết cứ dương chặt tục viên chia base URL viên chia base URL chân bà tốt bình năng máu kháng sáng cứ chia endpoint chân dương cả nọt endpoint nâng 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 interface bằng dương hãy dương trong phần mê sơ thì kê get thì đã máu dương bằng phần endpoint nâng cho mà copy call. Tao mà biết tiết nhưng phở call đầm bay liên tục check mơ call back bỏ ca communicate can server nữa hay cái call nó dương đại kỳ à lấy dương mà mơ respond body game nóng thiệt chứ respond bỏ kế respond chia liên này at call chứ là lấy dương xa đại chèm đón cả môn dương và ca article mới. Dương thử bởi cả class mối tiệt đầm bay tục data chứ. Đợt xa đấy, đợt xa ta cái miền khi bị khả mối tiệt. Chứ mà dân chia data năng respond máu hoặc miền khi tế dương đại list article vô một tên. Nhìn dương đại list chứ. List này article nè. Còn ta đợt xa dương đại list article nè. Vì ạc đăng key với key kể vô đa xa link article bằng cái đại response máu cứ kê mình key data chẳng dương thờ bằng cách class mối tiết đảm bởi response này chẳng dương đặt thà article list response
chứ article list response nhóm cứ nhóm đặt list này article đặt article list chứ responder muốn đá cứ dương phở serialize name chứ name bỏ dương muốn thay data dương follow the time key bỏ kế này là sao data nó tiếp tục link này article chứ nhóm bỏ cá class mới article list response cứ field thì mới viết cứ link này article chứ dương miền constructor mà hay nâng getter setter chứ ở vậy đây response nó lại get article tặng on nó cứ chia article list response anh đặt cho mua mà get all article hãy chúng ta biết miền parameter đôi API muốn ớt nhưng tầm mơ bên tiền ok ớt miền này chẳng dương mạch đặt parameter y tế vẫn nắng rụi đoà nước lại interface anh em chọn per get sẵn mối tiết cứ dương bạc cát khá dương create instant em đặt retrofit instant chứng cái này ní dương tục y kế dương tục base URL đặt tham base URL chứng base URL dương dương mà chai vi máu thôi nè HTTP port by point dương copy máu dương mà đặt nó lại string base URL ok và top bị ban hơi dương thờ bậc ca retrofit builder mới mà bậc ca retrofit instant retrofit dot builder chứ bậc ca đôi tầm môn này thì cái này nhá từ đại đại thì dương sẽ tam follow môn này. Còn là tam vi admin config security hay tam nhưng đặt bài siêu ở dưới nhưng đặt bài siêu ở chỗ ok dương miền ở add convert converter factory bây giờ đã chi san converter factory dot create chương bảy trăm đoan tiết là chi san converter factory nó cứ dương phở sầm yếm convert chế san data nó cái này nè chế san này kia từ tua mà nó ban phi response bo method một mối nó tới chia object bo java khá bao nhiêu chương mình dương add yêu biểu một phở không nè article ok dương ban là nâng hái dương bậc cao dương min biệt đơ hái dương bậc cao object retrofit tam giác biệt đơ đó thì tốt biệt ok hai mươi tiết dương create service này create service tam generate method muối dương đã generate type a mà dương create service cho dương đã class anh ấy dùng follow tam đi lượm môn nhé đặt một thang sử dụng lại chẳng dùng return là nóng tới vĩnh dùng return retrofit dot create chẳng dùng bỏ sử dụng lại dùng cho ok phần năng máu rủi rõ nâng lại instant mà dùng rủi rõ hai thang client cái chân cái này nó vía từ đại đó nè dương đô tập bè URL đi của anh nó chỉ cần configuration vào cái dương đô tập bè URL một thế hay bà dân chia miền security tham cái dương config đôi ngày môn chẳng dương đại login interceptor nó máu dương add client bao dương tham dương login username password nằm bây giờ credential cho từ đại từ lơ header authorization okay
chắc là dương prepare bị on hết dương ai vô viên mỏ execute được lại này chẳng cứ đổ bốn nhóm bậc cát retrofit instance mình tiết API service chẳng nhóm đặt link này add call mình tiết nằm bây giờ tôi đặt ta API dương tiên mỏ add call chẳng là dương initialize API service chứ những ao API service mà ao retrofit instance dot create service chứ những bỏ API service hiện cho tới hoặc là nữa chứ những bậc cao bị hại ô đi dương bạn đại mà chứ những ban API service hỡi dương ad bậc cao call ban này call dương response chia at call response chúng ta call import nữa mà nè, import dùng vô đây tôi phải thu á chứng lại nếu dùng chân với cái get all article chứng dùng vô call nữa mà dot nq đồng bấy mơ call back bật kìa ta response sạc sẽ ta lấy nhìn lọc mơ on response dùng vô response nữa body dot call list dot to string ok dân dân thật time to string là article họ đã tới dân to string họ chênh thế đó như là ta sẽ mới tiệt máu im lặng mơ lại fail thì dot gần nó sẽ nhưng mà toàn đặt permission đặt permission internet dương use clear ra phải true làm lòng tiết we are using an install Epson how to fit yeah. Ta à lấy những tiền bán đấy những bán hụt mà đấy
chín trăm chưa mà to vì dân tiên là ta ban hơi nhưng từ thời tiết hoặc là nhóm vô viên tờ hiệp nó lại cái recycler vậy đó chẳng lật recycler dù mà bên chi tiết nữa ư dân thợ đi sàn tập bốn dân thợ đi sàn ở quay là dân chọn số là single item chứ nhưng bà ca lấy ao đi sổ muối call item chắc dương miên ở dương miên cái khác mình nhầm vô máu nó không article cứ nhầm vô ID title description hay là image ok chắc dương ai thơi ban thì mỗi viết cứ dương design rồi design viết lấy em đặt image dù muối with image parent hai rồi ha dp chim đặt sample image muối cư dương ok chim đặt hùng đi em đặt nó drawable hai máu em tạm mở SOC index scale type center crop ok chứng nhận đã chứng hai viết rep content ID image chứ nhìn đặt thay ví dụ touch size sp touch style bold thích color anh ấy đi sáng tam cả chụp chụp bao nhiêu tới nhưng đại trẻ chứ nhưng đại này okay. Trong việc viêm nổi cái ok là dân đã hỏi dân đã thay thò với nhưng đã thay thò ID title chẳng là lờ home page cứ nhóm tiên là ta nâng máu hay nhóm cho ta hủ chứ mùi nâng title màu dù mà sổ chẳng nhóm vô mà hiệp tam mở ca bảo dưỡng thì có tam ca design bảo dưỡng mà lấy nhóm đạo bằng nâng chẳng phải to bị dương và ca layout single item xong nhạc recycler dù hóa dương thật bởi ca đấy dương bởi ca đặt tờ chẳng nhóm đặt chung một thang article adapter chứ như thường miên class article view holder chứ là nó như review lang với nhé này chứ như standard can cycle view dot view holder như extend hai như thử override chapter mũi đây article view holder dương dương đang hold view này mùi mùi chứ không view mùi mùi và dương cứ miên thì make view thay mấy hay nắng thay ví dụ tầm nắng ở thay thọ chứ những fan ví dụ bài đi với tam item ví dụ đúng không
hay nâng title cái đại đi tam nữa nè trước là adapter dương thời standard gì standard can cycle view dot adapter trong cái adapter nó phải thử cái view holder mới đại sát chỉ sắp làm bây giờ nữa chúng ta thì khó view holder chúng dương implement method bởi vào việc nào cứ on bản view holder create view holder hay nâng cái lại thông khảo chúng cái lại nó dương đại kì dương inflate layout bởi dương chỗ chúng dương phở layout inflator dot from vì thời gian cần thạch nâng là chứng nhưng bởi cần thạch mối là hàng lửa đi chứng dương initialize với hóa dương do với tự inflate inflate cái chỗ inflate layout thì dương design nè là cái call item mùi mùi nè đó là dương bỏ phép đó này nè status for chứng cái này dương return object for article view holder từ đói thời gian view in hàng không bây giờ return ban hỡi nè, lại nếu bị ai score không thì bạn nè, bây giờ set cam view đăng bạn nè. Chẳng dương miên, data so và dương cứ liên này add call. Liên add call nó lại get item count, cứ dương count size và add call đăng máu. Ok, chẳng đọc cái đo lại bạn view holder, cứ dương vô holder dương mùi mùi nó, vô mặt sạch. Title dot static nhưng vô màu bì at call smile at call dot get position nhưng bàn object này at call chân cái này nó viết đôi tập hồ lượng môn nó đo chứ nhưng áp vô chân thì tế cứ nhưng họ review ở cái này chân chân vô at call dot get title mà chứ nó phải image image cứ dương do mà bị nghe mình dương là vật lại hồ đã xa ta image nó dương tiên mau bị ai máu chứ nhưng tờ do cả lại được phân hình xí ok scroll mà khổm copy được phân hình xí với máu đặt cho cái đó xin trong một to vì xin háo dương ai hoặc là lại dot width thành thách dương dương load url dương tới url dương từ tua ban nó pi at call dot get image tập đó dương load into holder dot image chúng ta còn nâng dương ai đặt placeholder placeholder nâng cứ chia đội hình như và sân chia article mới nâng admin hút nhưng đặt default hút mùi chứ nhưng đặt all dot draw wall dot index nhé nhưng đặt hút nhé hút logo nè chúng không cả nơi đặt add to admin image we will load hút nâng sân chúng mà sân gì add tới với hút nâng 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 chúng dương thực ra chỉ muốn là đặt tới nơi so constructor mỗi tiết sẽ mềm define thay nó phải đặt cái thực ra bỏ data so chung ok chứng dương execute viên hàng main activity giờ toàn đại cycle view rồi cái okay, dương mà đại cycle view xong máu nó không constraint vào dương recycle view with mesh parent hai repentant nói đừng id recycle view chúng môn đừng thua ca chỉ môn đừng cycle view dương thời initialization
dương set the candy cycle view nâng find view by id order id dot cycle view nè to má dương set layout nature vì chân complete layout nature nâng chân như thật can this gần thật to má tiết dương thật can set data set adapter đã ai ta ai kì ta ai article adapter dương chân dương bật cát có adapter dẫn nhưng lại chúng ta adapter đấy chân dương initialize bên này ní adapter new array dương new article adapter dương thập can có một bộ data dương tiên hai bản dương ban ly dùng một phở chúng mình bật camera khổ test má new adapter chúng mình thử ca tìm mối hình thách tìm bí article chúng ta article bỏ dưới mình data nữ nơi tế đời xa ta nhưng mà to mình bỏ data chỗ chúng mình ao article bỏ dưới má nâng response.body rồi bà đi dân ban học trình nâng to mới dân ghé article chúng mình ban lên article lấy thời viết thay một nè thời thay chứ như là sáng đã adapter chấp đang bên mình lấy dương ác vô bên mà sẽ adapter bán này sáng lâu dù sáng lâu dù Java util list dot size na reference. Ok, trong bên đây thả data đã bỏ máu nào, dùng bỏ máu nào. Article list dot size. Dương ạ toàn initialize article này. Ok, chân nhóm initialize article và dương smart new array initialize relation khi ọt chính dọn bàn chạy constraint ở phía hoặc sai flow view đó, hàn bằng tiết nó chênh tiết recycle view with match pattern cái là dương tam mơ vía khóc lại nát bạn học chính
xa đã chân tóm này. Chân tôi là nhóm smart mình chân cứ à câu tặng anh đi ra nước sệt chân được bây giờ đại mà khổ ní anh đi bung thư ca toàn cho phóng anh đi mặt đà chân adapter dưỡng sệt từ lại từ tê từ chân những chi viên chân dưỡng đại adapter bao dưỡng sệt adapter nó không recycler bao dưỡng sệt adapter nó không đi mà lại on respond mà những anh bật can mới sệt mỗi cái nào vẫn nắng nè chậm bỏ tới cái bài này. Ok, lữ dương tiên đặt ta ban hơi ở thẻ so với trần chân nhóm ở trong à so nó chân trần chua chân này em trong à so nó chân nằm ở chua chân nhóm ác phở single line true mà make line nhưng đã tầm môi tế và to mà tiết nhưng trong đã thay bà dân chỉ là so trần vì trên chọt chọt chúng em đã ở cái ellipse ellipse size nó bị đại ở so với port nhưng đã end này chẳng chấm bua viết nhưng mà đã ra gần thân đấy nhưng cũng nọt viết ở view một nhưng đã hai hai sub dp chẳng còn lại nữa cứ dương ai preview ban chẳng bớt dân chia lơ vì hai sub dp cứ vi chênh chọt chọt hay vi chênh ellipse vi miền end vi miền start chẳng nè nè bỏ start vi chênh nhà chọt chọt nó bị mục chẳng còn đá nhưng đã end nó bị khối vậy nhưng đã chọt chọt nó bị khối vì lo chứ chứ nhưng thay mặt review bằng năng máu với ai review dương bán ellipse end chứ nhưng thay mạch vít nhưng đã mở rồi hả nâng chẳng là xóa phát pin mà rồi hai nắng với chân chụt chụt nhưng đã mà rồi chất okay. Chẳng nhưng ran mơm đoàn tiền chẳng ý là xóa chở này nè ok chẳng vì hiện còn 3 chừng 4 cư nè đi phía lại chẳng bật dân chỉ lơ vượt bản nắng với chân chụt 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 mòn chẳng vì ọt lộn nhẹ nhàng chở này hẹn ý vì lộn hụt đuôi cái này là xa tay đặt tay nó mình hụt thì được hàng lơ chứ bởi sao em đặt ban đặt play holder nhưng em scroll lăng lửa chứ hàng lơ mình hụt vì sao mà chứ mà dân dọa hụt vì trên hụt default là em đặt nè ok ở lâu dương ban thơ ca chỉ mùi nâng get all bo API kia hỡi nhưng tên là ta mà chẳng như mơ nó không nâng với mình này kia tiệt vì mình pause với mình get với mình update với mình delete chẳng là nhóm xa thôi get article bài điểm đồng dương communicate cho mỗi nâng method get bài điểm đồng nhưng cho ta vào kia sẵn với thử ca article ID chẳng ID nhưng ban nào bị nè dương ban mà bị dương vô bị đi mở lấy nhóm vô ID nè anh ấy title với hot gold boy cho nhóm vô ID nó vô mà search nhưng ta API kia sẵn á ở dưới ở dương chép hở API kia sẵn bạn dương từ hiệp endpoint thử chứng một đo cái này ní chích try it out mà vì ở dương bên nhà coi đi ok nhóm search ok chơi như này hot gold boy chúng dương mà mơ endpoint mà kì phở chỉ là cái này kia mình nó không retrofit ní kì phở chỉ là cái này favorable hay đấy bao nhiêu hiện vậy theo vị trí favorable là sao do ban khơi nhà sĩ nhà xua đôi lượng muốn á được YouTube chứ you are thì dân chăm query parameter này để được dựa ở chế mà ta sẽ nhà số language small en này cho ai đặc biệt sẽ nhà số ba chấm to máu panita parameter bảo kế dân chập cái chập
url máu cứ chỉ là cái này query parameter cho một cơn slash en chết ban này cái profile variable chứ nó còn này cứ cái url request cái đặt slash chẳng hay cái đặt api slash article được nè chứ nó còn endpoint mà dường dường cụ thể hiểu mấy đầm bay communicate cho môi năng method năng bạn cái loại nhung lục ai coi thông chính trong số vi bảo dưỡng này lấy những phần message đi kia get mấy cái to đói dưỡng bỏ từ API bình tích anh ấy bệnh dụ ở trong đi máu endpoint slash API slash thì call slash ID chân dương đã nem về thử cứ dương mà mưa cái lại nè nem cái lại nem bỏ parameter kia mà đông đi cái đã thay ID là này chân dương thử tờ hiệp endpoint ID dương đã cho một thay ID mà bàn bia cái này cả như vậy đã chưa này dương mà to chân bàn kia vai lê tới lê nó mà play trên luôn cái lại nè mà cái vai lấy lê, bên kém vì lột chân nên lại nó cứ chắp chăm chặt lại bây giờ ở chứ như bà ca mê sớt khó dương mơ đặt tàm bà kì dương cua đặt model ấy kế đảm bây tớ respond data là cái bò màu chứ đảm bây ở đấng cứ dương tớ mơ respond bà kì chứ respond bà kế cứ kê miên class muối này bản thân dương hiệp class cứ mình khi muối đá respond trên chia article chứ mình chia array này mình array này object chia sẵn này chia single object thôi mà đá chứ dương hiệp sử điện tới nâng article li respond mà dương đá hiệp sử điện nâng đá còn là thay vì mình chia li vì chia article thôi mà chúng em đặt article response này em đặt pi article response của vì admin lịch tế chúng em đặt return type biết chỉ article chúng search like name viết chúng đặt tam key vào kia màu chúng chúng thử chạy mưa response body vào kia phòng chúng response body vào kia chỉ data chúng em đặt data chúng ta mới dùng miên sân ghen mà này để chúng lại nâng p lại kho bạc bom mà vĩnh giống là tua chi article respond cái này dùng đặt get article by id chúng dùng thử ca id còn đã video phê đấy kì string chúng mình id id integer tầng ớt là dùng mơ tam nè nằm ở cái kia ai đi dưỡng dưỡng một cái string chứ là string và to mắt tiết đam bây ở viết score khi dưỡng thử phở annotation path path nâng đại kế đại chú mô id id nâng nhầm mơ mọc phí nè nhầm mơ mọc phí nè nèm lại nè parameter kế chứ mà xin dưỡng đại kho dưỡng đại id là to thông vì chắp ta lại ID hoặc bàn này chứ nhìn thử follow chứ ID này sẽ mẹp cần nó tự áo ý đôi sơ lại xe nèm nhé nhưng đã với score tôi chỉ muốn được API bởi kì cái đã ID sọt tôi chứ nhìn là ID sọt tôi này ok chân get at the call by ID nhưng chọn thưa mệt bình ở lấy nhưng chọn thưa chất gồ thu detail này API item mùi muối chung chung cho chết.
nó bây giờ nhưng cho tôi lỡ item này mỗi không sai phở dù nó nhưng tập 3 activity mỗi tiết hay nhóm thuốc ca require thức căn API server ta require bài ID này at call mình nhận ok chứng flow bao nhóm cứ thuốc hình chẳng chứng dương thở bậc cao activity mỗi tiết ạ hiện tại MT activity em đã ở article detail activity cái chân article detail nó dương thuộc cái design máu dương miền image view image parent ní mà rồi đặt bị rồi nhìn lại tay mới ok chẳng scale type fit center cho dùng miết thật ví dụ phí mà hai thói với người ta đang cần thành chứ là ní xử mẹ nhóm tục đặt hai thói nhưng bậc ca thay view mới tiết nó đã description bộ data để dân tiên máu thì dân ban bày nặng chứ những thua ca đi dài với máu nhưng đã bị to này trong một ok chứ những đã ID vía ID email là detail, make detail ID title detail anh dương hiệp data này cái lệnh activity mô tiết đó dương thơ go to detail này hộp mùi mối chấm description detail chấm như chạy constraint view mà đã style vía text style bốn text size vía đọc thèm này đinh tích thèm đi thì ok cho những design can detail hai hai chứ nhưng chấp đam thôi kè handle tới lưu user click chứ nó bây giờ có click mùi mùi nè chứ nhưng lập tới kè recycler view vĩnh nhưng trong handle tới lưu user interaction lưu item body recycler view nhưng thật thương mình chứ nhưng cho tới kè adapter dương bà kè interface public interface on click listener giờ bậc cao interface mới sẽ map listen to the user interaction the item box recycler view you là on item click chứ như bậc cao method abstract method đại không nắng đưa dương trong bài cái từ chẳng phải đại user có click là item này muốn dùng trong bộ ID từ của cô bằng đoan bỏ dưỡng cứ dương vô ID bỏ ID call bởi môi nắng từ nè do ta search nè search ID call bởi ID nè cái ID chứ như mới flow bỏ dưỡng nó bây giờ item nâng click nhưng bỏ ID từ ok chẳng dương complex đã bị chỉ phiên được lại tục ấy kia initialize on click listener chẳng on click listener bao dương này cứ thật nó không com đó example dương vô package bao dương chẳng chung mùa vía dương time đi mà nó không constructor
và tôm mà tiết dưỡng initialize về ok bê ban hơi dưỡng anh thua ca hello click bạn à lần này item bà dưỡng cứ nhưng mà đặt lên tầng mô tế đặt ra tại hụt bà dưỡng cứ feel thông bình parent hợp gì cho nên đặt lên hụt mỏng nó phải đặt kế click lời mẹ nhưng đã on click lời mẹ nó phải đặt kế click lời mẹ nhóm bo chúng mình vô call back nhóm hãy bo id tới chứ id bo thì call get id chứ nhóm bo string tới chứ chứ handle nó lại main activity nè nó lại nè cái này cứ dùng handle nó phải đà thì dùng ban này đi hỏi là lỡ dùng miền new nhưng lại start activity dùng bậc cao intention lỡ dùng bậc cao message open detail activity detail at call activity chứ mình sơ bởi dưới dân đã describe tam năng quá nè nhưng bài đi chồn chứ dân đã bằng năng máu ai để ý cái video tô chạm bao dương này dân bây giờ dân cho admin search dân cho admin search nồng men activity khác năng máu viên đẳng đại data thay bao dương này chứ nó bây giờ ban data năng máu nhưng bật cả intent mùi intent new intent cho nên bỏ dưỡng thì mỗi thời ca cẩn thận tí quý thời ca destination class chẳng bỏ dưỡng chỉ là call detail activity dot class chứ những bỏ là ta từ bỏ cái từ bỏ id đi này đi là dưỡng tin mau bây giờ thì call mình muốn chẳng những thời ca put extra string name cứ id chứ những bỏ id từ tổng mà tiết dưỡng start activity bài này nhưng bỏ thành một cái ok, code bằng nâng cứ dương nó bây giờ cái click tờ item mới mối cứ đa mê sợ nâng chắc mê sợ nâng mà thôi cả bỏ ID từ can activity thì mời ok, lỡ dương châu từ can article detail bởi dương ta lỡ dương dương tài thông đa xin đấy ta bị bảo gọt em cho tôi lựa item mùi muối này mới đọc bao giờ anh ấy mình data dương tiền máu nè anh ấy data nhưng đã placeholder nè này cho nên mình khai dương em đọc card hỏi cứ nơi ta đặt nó không ai đi call detail như thế mình cứ hữu quyền tốt chân nhau mà mơ hữu quyền thế đã match parent hai vía em đã giỏi chân cho mà đo cả lại nấy cứ ở vậy thì dương từ tua ban con kê kì cứ dương get intent get intent nó dương ban này kì màu dương ban string này id chân nhung bật cao với chỉ lột bỏ tục phở cả lại xây nhất chứ nhưng initialize id nó smart intent dot get string extract chứ khi nam bảo dưỡng mình đặt thang id chứ những ban id nó màu ấy hai dương trong thuê kia tiệt cái này bảo dưỡng cứ dương nè thử do data để dương tiên mau bị api get article by id nó vô mà search không nè hay thor description hay là người mỹ chân dương thuê cái muốn của bạn này ở lớp nhóm trong thơ ca sẽ thích canh ví dụ sánh cư dương mình thì mệt ví dụ này thì mệt hai lần thật ví dụ bì
thì mỗi cái title thì cái description chẳng dương initialize sẽ ta can view luôn xanh chẳng dương make và dương smart fan view by id or id dot email detail title dương fan view by id or id dot title detail cho một tiết đối kia chẳng description file view by id or id dot description detail dương initialize view đang hai hay chứ dù ta dương ban call the can api nữ nè amazon nè amazon gửi ra call by id nè nơi kìa dương tâm ban id chứ là dương anh vừa call ban nè chứ mình đừng call dương thử communication dương thử miễn API service dương thử initialization API service nâng initialize tăng nè cứ retrofit instance chứng đó cứ S service chứng dương bỏ API service đôi nâng hàng main chứng chứng dương initialize biết từ đại tới cứ được nhìn chứng tí phí cứ dương thử bạc cá return mũi đầm bấy tục store đầm lại đây API dương respond mà chân call và dưỡng return chia article response thông đáng mình mẹ chỉ liệt tế dưỡng dưỡng và cao đàn đẳng 2 ấy đặt xuống tạc call dưỡng dô api service dot get article by id này. Chân lại nâng đại dưỡng không dưỡng character này dưỡng bởi cái chỗ by id ok tại sao đại api service dưỡng này chân bị load kill tại sao đại dưỡng mạnh phở vì ơi chân call bằng đẳng 2 cứ dương ai thôi cái bàn thì dương ai dự kho nóng từ đó đến cứu đầm bấy mơ respond nâng success được cập phẩm chân phê đai success dương bàn được tay mau này mà ai thì kho nâng mau này chân nó phê đai success thứ lấy phê đai phê nhưng lọc mơ phẩm lọc mơ on failure nhưng lọc mơ thí dot get message chúng ta đã sạc xét nhưng thử bỏ respond nâng tớ can ở đây nhưng bởi cao mê sớt mũi xử mẹp tục sạch đầm lại tại ai cụ bây nè cho nhưng mà chọn thua ca sạch nâng đi tầng pi tầng bây chua chế cứ dương ọt xe câu chẳng tế cứ dương bởi cao phăng sân mùi đã sạch data thu thu sẽ được tác thu dù đằng này chẳng cần nâng nhóm bó respond dot body dot article chẳng cần nâng method nâng bó sân dưỡng phật cát muốn những thời tư đạt parameter hồi này chẳng cần lại nâng ọt đi bó sân dưỡng lại nâng chi phật hết ấy method đại dưỡng create time ID nâng nè nâng phê đại dưỡng chất chẳng dương chơi sinh ngàn pool luôn máu dương create method máu ví dụ dương create là nó là mở rưỡi có create nó không khai chứ dương create không khai chứ dương cho create không khai viết là handle parameter nó auto ban đây thằng mày ban đây thay respond dot body bao dương này dot article này vì gì cứ chỉ type article ok à lấy nhóm xe à cái này nó ngờ là xe id dương smart handle resolve ô mà nó nhóm bao hồi bảy chúng ta lại nó chỉ integer thôi chúng ta bây giờ nhung create method nó parameter viết nó bao chỉ integer mà ok chúng cũng scroll thang lại nó bao mà bị né chúng vì auto mà thế cứ đầm bay lớn cứ dùng xe 200 create method chúng và dân dương mà create method thấy bao nhiêu thật khó vì dù chúng những đơn thang dùng trong ba này đã vô một chúng bây ba này thì call nào pay response sạc xe máu nhưng bao chỗ method này chứ mình sợ nó vô máu mình sợ nó đà về đà cái lại nâng nó dương sợ thì mệt dương vô cái lại hai thò và dương nó đọt sợ hết chứ như ban mau bị cái ban mau bị article là gì cái bao mau này chứ article đọt get title mỗi tiết description
Yes, I take them up. And the call dot get description. Mục tiếp này make dân phải lại dần núi là sao bị lỗi URL mà chứng đọc with contact bởi dưỡng cứ main activity dot this main main activity dân article detail activity dot this chứng load URL URL dưỡng ba mà bị article nâng dot get image tao mà load nè into image, ok, tao, ok, chúng cho cái hộp xin trắng đi. Chúng mình load mà tạm đắng hết nè. Rồi bị form hơi muối. Mình xếp sân ghế. Chúng mình chạy cái lần ý. Chúng mình chạy được sai. Được sai thì mình mang đặt ở placeholder. Chúng mình đặt. Bà sân chỉ ớt hút. Nhưng vô hút logo. Hoặc mà là hồ mình đang dùng mặt đặt. Chúng mình đưa chỉ vì chạy ở toàn xa tế. Nhưng ta đi xa anh Vinh. Hai rồi đi khí scale type fit center inside tỏ tôi mình nói tiếp cho nhưng mà ở vị trình anh ấy tam dương đã này. Chứ mình bị cắt lên lần rồi. Top to top of parent. Ôi sao anh em mang chim một thom chuẩn bị. Ok, chúng ta chúng sắp lột chân nhé. Job margin bottom look and send Johnson nhẹ nhảy. Clear constraint này. Đi bị call constraint.
chim tiên miên sản thơm ấy. Ok, đã được cái khổ đi mà. Nhưng chen với to khá nế. Chạy hai ấy chẳng dừng mơ mộng tiếp. Ok, này mình load sau cho anh khí là sang có constraint. Chạy constraint khó khó lại này. Khi em nói tiếp chẳng hạn đôi dương ở bao app biết xây chứ từ xa tàn lý dương ở admin scroll nè chứ như ai đặt scroll mà và sân chat call về nhé.